Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình. Nếu như các bạn cũng có những câu chuyện và muốn được tư vấn trên các video như thế này thì hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, rồi kéo xuống ở phần giữa trang có cái biểu tượng Messenger màu hồng hồng ấy. Các bạn hãy ấn vào đấy và để lại câu chuyện cho mình hoặc liên hệ với mình để được tư vấn có phí nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một chị gái. Chị ấy có chia sẻ như thế này. Chị chào Toàn, em cho chị hỏi một chút. Chị đơn thân ở đây, chị có quen một người, anh ấy là phó giám đốc của một công ty, nhưng ít hơn chị 3 tuổi và đã quan hệ với chị. Lúc mới thì anh ấy nồng thắm lắm, nhưng sau tầm khoảng 2 tháng thì anh ấy lạnh nhạt. Chị thì là người nông thôn thôi, liệu anh ta có nghĩ là mình không cùng đẳng cấp với họ, hay là bị vợ người ta phát hiện, hay anh ấy đã chán chị? Nếu anh ấy chỉ tìm nhu cầu giải tỏa thì tại sao không tìm gái ngành mà lại tìm chị? Giờ chị đã lún sâu rồi, chị rất yêu anh ấy, nhưng mà mỗi lần nhắn tin hay gọi anh ấy thì đều không bắt máy. Liệu có phải chị bị lừa tình rồi không em? Cho chị biết với, cảm ơn em. Chị thân mến, theo như chị nói, nếu mà anh ta đang có vợ, đúng không, thì tất cả những cái điều mà anh ta làm nó chả có ý nghĩa gì với chị cả. Chị ạ, lừa tình, đúng rồi. Chị hỏi em là tại sao anh ta không tìm gái ngành, đúng không? Tìm gái ngành thì nó có rất nhiều rủi ro chứ chị, đúng không? Tìm gái ngành rủi ro, mắc bệnh xã hội, đúng không? Rồi này kia, ngay cả khi dùng biện pháp thì cái khả năng lây lan vẫn là có. Thì cũng chả ai người ta thích, mà cũng có khi là sau lưng chị vẫn cứ có gái ngành bình thường ấy chứ, đúng không? Anh ta có thể cùng tìm gái ngành, thậm chí cặp bồ với một chị, nhưng mà còn có thể cặp bồ với nhiều cô khác nữa cơ mà, đúng không? Đấy, nó phục vụ cái sở thích của anh ta thôi. Anh ta thích cái sự mới mẻ, thích sự phong phú đa dạng. Có thể là cặp bồ với những người trẻ, có những khi cặp bồ với những người nhiều tuổi hơn mình để có những cảm xúc khác nhau, với những cái người mà không có nguyên tắc về đạo đức trong tình yêu thì họ làm những cái chuyện đấy là chuyện bình thường mà, đúng không? Cho nên ở đây ấy, với tất cả những cái gì mà anh ta làm thì có thể thấy là anh ta đang chạy làng rồi. Mà cái thứ nữa là nếu như anh ta đang có vợ thì em nghĩ rằng chị cũng chẳng bao giờ nên cân nhắc bất kỳ một cái điều gì nữa khác cả. Anh ta nghĩ mình có cùng đẳng cấp hay không cùng đẳng cấp hay cái gì nó cũng chả có ý nghĩa quan trọng gì cả. Bởi vì ấy, vốn dĩ khi một người đàn ông họ bước đến với chị mà không theo đạo đức ấy, thì sau đó hàng loạt anh ta sẽ càng làm rất nhiều thứ không theo đạo đức với chị. Cho nên đây coi như là một bài học với mình, để tất cả những phụ nữ trong cuộc sống thì chúng ta phải biết đàn ông như thế nào thì có giá trị với mình, đàn ông như thế nào thì không có giá trị. Chứ không phải là bây giờ thấy một cái vẻ bề ngoài hào nhoáng xong rồi thích, thì không như thế. Là một người phụ nữ, là một người đàn bà có giá trị, chúng ta sẽ phải biết rằng anh có là tỷ phú thế giới, anh có là nam vương thế giới mà anh không có đủ sự chân thành, tử tế trong tình yêu ấy, thì cũng là không đồng, cũng chả có giá trị gì hết, cũng là cái đồ bỏ đi vứt đi thôi với mình nhá. Đấy, có thể có giá trị với người khác, với mình thì không, bởi vì chúng ta bước đến tình yêu là chúng ta muốn có hạnh phúc. Chứ còn anh ta có giỏi, có tài đến cỡ nào mà anh ta là kẻ không ra gì, là một người không chân thành trong tình yêu thì mình cần gì đâu, trị giá không đồng. Còn cái người ấy mà để mình trân trọng ấy, có thể là anh ấy giàu, anh ấy giỏi, anh ấy tài thì càng tốt, ngay cả khi anh ấy bình thường. Nhưng cái quan trọng là mình nhận được cái tình cảm của anh ấy, mình nhận được cái sự chân thành, cái sự tử tế, cái sự đạo đức, thì đấy mới là những cái thứ vô giá của một người đàn ông, đúng không nào? Đó, cho nên ở đây chị bảo chị lụy nhiều quá thì có lẽ lúc mình tỉnh ra rồi, đúng không? Bây giờ mình cũng không còn nhỏ nữa, đúng không nào? Bây giờ mình 18 đôi mươi thì bảo mình lụy, nhưng bây giờ mình đã cũng là một người phụ nữ trưởng thành rồi. Nhưng phải biết, bây giờ mình không thể nào mà dấn thân vào tình yêu để rồi mà yêu điên cuồng, yêu dại dột như cái hồi mà mình 16, 17 tuổi được. Đó, đã đến lúc tỉnh táo để biết rằng mình không bao giờ biến mình trở thành đồ mua vui cho đàn ông được cả. Đó, thứ nhất, nguyên tắc của chúng ta là gì? Thấy đàn ông đã có vợ thì tránh xa ra. Anh ta còn là tỷ phú thế giới cũng chạy đi. Bởi vì thứ nhất, cái việc mà anh ta làm là thiếu đạo đức rồi. Mà mình quen với anh ta lại càng thiếu đạo đức hơn, đúng không nào? Mà khi mình đã làm không theo đạo đức thì cuộc đời này có quy luật, luật nhân quả. Không bao giờ, chưa có ai ngoại tình mà hạnh phúc trên đời này hết. Phải nói thẳng một câu là như thế. Chưa có một mối quan hệ lang chạ là chơi bời nào bên ngoài mà bền vững lâu dài, yêu nhau đến đầu bạc răng long được hết.
Đó, chúng ta phải hiểu cái điều đấy. Để làm gì cũng thế. Em có nói trong rất là nhiều những cái video đấy. Phù hợp với đạo đức thì làm, không phù hợp với đạo đức đánh chết cũng không làm. Thì như vậy mình mới có lý do để cuộc đời này cho mình hạnh phúc được. Chứ bây giờ người ta có vợ xong mình cũng tham gia vào, thế thì lý do gì để mình hạnh phúc? Mình có đạo đức không mà mình hạnh phúc? Mình có tự trọng giá trị không để mình hạnh phúc? Mình có thực sự trân trọng giá trị của bản thân để dùng chung đàn ông với một người khác như vậy hay không mà mình đòi hạnh phúc, đúng không? Ai trên đời này phải hạnh phúc phải có lý do, chứ không thể nào mà chạy theo cảm xúc cá nhân được. Em nói thật, anh ta có là giám đốc hay là tỷ phú hay anh ta là nông dân nó không quan trọng. Quan trọng là một cái người được mình yêu phải là một người tử tế, đạo đức và chân thành. Còn không có cái điểm đấy, có là ai trên cái cuộc đời này thì cũng vứt đi hết thôi, không có ý nghĩa gì với mình cả. Đó, cho nên là em mong chị ấy tỉnh táo để mình biết rằng kiểu đàn ông nào thì có giá trị với mình. Còn bây giờ kiểu đàn ông mà không có giá trị thì vứt đi như một đống rác thôi, có cái gì đâu mà phải tiếc, đúng không? Bây giờ này, sau khi quen chị, ban đầu thì nồng nhiệt, quan hệ với chị xong, bây giờ gọi điện nhắn tin không nghe, chắc chắn nó có vấn đề rồi, đúng không? Nếu thực sự chân thành với chị thì chẳng có cái lý do gì mà gọi điện không nghe máy cả, đúng không? Nhưng em nghĩ rằng cái gì thì thế, nếu mà chị thực sự muốn rõ ràng thì mình cũng nhắn tin hỏi anh ta một câu là anh ơi, đó, thì sau tất cả những cái gì mà giữa em và anh có với nhau thì em cũng xứng đáng với một cái cuộc nói chuyện rõ ràng là điều gì đang xảy ra giữa hai chúng ta và có kết thúc hay tiếp tục như thế nào, thì em cũng cần có một cuộc nói chuyện với anh chứ không phải là tự dưng mà anh biến mất như thế này. Đó, đấy là tình huống mà anh ta chưa có vợ nhá. Anh ta không có vợ. Còn nếu anh ta có vợ rồi thì thôi lượn luôn chứ còn hỏi làm cái gì nữa. Hỏi không để làm cái gì nữa cả, đúng không? Hỏi xong rồi lại tiếp tục mối quan hệ gọi là bồ bịch lăng nhăng với nhau, thì em nghĩ rằng không, một người phụ nữ giá trị thì chúng ta không bao giờ nên làm thế với bản thân, và càng không bao giờ để đàn ông đối xử như thế với mình. Thôi thì bây giờ anh ta lừa tình chị cũng được hay không lừa tình chị cũng được, mặc kệ anh ta, chỉ cần biết anh ta không phù hợp thì mình sẽ không tiếp tục nữa. Anh ta đang có vợ mình sẽ không tiếp tục nữa. Cái thứ nữa là một người đàn ông thực sự yêu thương chị thì cũng chả có lý do gì mà tự dưng anh ta biến mất như vậy đâu nhá. Còn cái việc người nông thôn hay người thành thị nó không quan trọng. Chị là nông thôn hay thành thị, chị vẫn sẽ được nâng niu và trân trọng bởi một người đàn ông giá trị nếu như chị biết giá trị của mình ở đâu và chị biết trân trọng cái giá trị đấy. Còn nếu bản thân mình mà còn không trân trọng mình nữa thì sẽ chẳng bao giờ đàn ông trân trọng mình hết nhá. Cho nên em nghĩ rằng đây là một cái bài học cho mình để chị sẽ thay đổi bản thân và sẽ sống tốt hơn và từ đấy sẽ sẵn sàng cái con đường hạnh phúc cho mình chị nhá. Em có một khóa học có tên là ứng dụng luật hấp dẫn biến mọi điều bạn muốn trở thành hiện thực. Nó dành cho tất cả đàn ông và phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào mà mình muốn có hạnh phúc, mình sẽ dùng cái khóa học đấy để thu hút tình yêu đến với mình, thu hút tình yêu định mệnh dành cho mình. Đó, một cái người phù hợp. Ví dụ đích đến của mình là với một người đàn ông yêu thương mình, chân thành với mình, biết nâng niu chăm sóc mình. Đó, thì mỗi một ngày mình sẽ phải ứng dụng luật hấp dẫn để mình thu hút, mình nâng cấp nguồn sóng năng lượng trên cơ thể của mình hơn. Mình thay đổi từng ngày để mình phù hợp với con người như vậy và để anh ấy sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mình. Và khi mà mình ứng dụng cái luật hấp dẫn, mình biết mình hướng tới một cái tình yêu như thế nào rồi thì mình sẽ không bao giờ phải đi vòng, đi rẽ qua rẽ lại mà mình đi thẳng đến đích. Nhá, mình sẽ đi được đến đích chứ không không bị sao lãng bởi những con người tào lao, bởi những con người không phù hợp, bởi những con người không không đủ chân thành như thế này nữa. Bởi vì khi mình hướng tới một cái tình yêu đích thực trong tình yêu thì khi mình gặp phải những cái tình huống như này, ví dụ anh ta có vợ rồi, ví dụ chưa nhìn thấy anh ta chân thành, thì mình sẽ không bao giờ là mình dấn thân vào đấy hết chị nhá. Đó, cho nên mặc dù chị là một người mẹ đơn thân nhưng em muốn chị hiểu rằng hạnh phúc luôn luôn chờ đón chị. Chỉ cần chúng ta thay đổi, chúng ta sống tốt và chúng ta sống phù hợp với những quy luật của cuộc đời này, của vũ trụ này thì chúng ta mới hạnh phúc được. Ví dụ là mình làm cái gì mà không theo đạo đức, đúng không? Mình quan hệ với một người đàn ông đã có vợ rồi, nó là không theo quy luật nhân quả của cuộc đời, đúng không? Nhân xấu thì mình sẽ không thể nào có cái quả tốt được. Đó, thì mình phải theo những quy luật của cuộc đời, luật hấp dẫn, thì để mình mới thu hút những cái thứ tốt đẹp về phía mình được nhá. Thì em đánh giá lên một khóa học mà bất kỳ ai cũng cần phải có ở trong đời nếu họ thực sự muốn hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Thì để tham gia cái khóa học này thì các bạn hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn, sẽ ra cái trang của mình kéo xuống có khóa học ứng dụng luật hấp dẫn biến mọi điều bạn muốn trở thành hiện thực nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.